Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Từ lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 60 năm trước đến nay, Tết trồng cây trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tại Hưng Yên, phong trào trồng cây nhân dân có phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Đến thôn Quang Yên, xã Nhật Quang, mọi người đều ấn tượng với tuyến đường hoa giấy thẳng tắp, có chiều dài gần 1 km chạy dọc theo trục đường chính của thôn. Đây là kết quả từ sự huy động xã hội hóa của toàn thể nhân dân trong thôn, đóng góp hơn 40 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động, xây bồn hoa, trồng và chăm sóc hàng cây. Cuối năm 2022, tuyến đường này đoạt giải nhì cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu lần đầu tiên ở tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào. Thường ngày thì những lúc mà rảnh rỗi thì chúng tôi ra chăm sóc, rồi nhặt cỏ, rồi tưới cây. Những gia đình ở gần tuyến đường hoa họ còn tự xây thêm hố rồi là mang cây ra để trồng làm cho tuyến đường hoa ngày, ngày càng thêm dày và xanh đẹp hơn. 2023 này chúng tôi kế hoạch là nhân rộng ra hơn một cây số nữa trong tuyến đường của thôn Quang Yên quyết tâm xây dựng để các tuyến đường và các cái điện đường trường trạm của trong nông thôn của chúng tôi của thôn Quang Yên mà sẽ là đẹp và sẽ là năm sau hơn năm trước. Để thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh của chính phủ và kế hoạch trồng cây nhân dân giai đoạn 2022-2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, trong năm 2022, toàn tỉnh trồng được gần 18.000 cây nhân dân, đạt trên 160% kế hoạch. Trên các tuyến đường liên thôn liên xã, hình thành nhiều đường cây, hàng cây trồng cùng một loại cây, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp màu xanh của cây lá cùng với sắc màu của các loại hoa khoác lên các miền quê nông thôn mới những gam màu tươi sáng hơn. Ngày có hàng cây giờ này cả nàng xóm là tự động ra chăm sóc cây rồi quét dọn để xanh sạch đẹp môi trường rất tự hào mà vui vẻ từ Hà Nội Thái Nguyên về cũng khen là nàng quê tôi là sao đẹp thế theo lời kêu gọi của bác hồ thì lợi ít 10 năm trồng cây vì nó ít trăm năm trồng người thì đối với đảng ủy ban nhân xã cũng đã có cái hướng chỉ đạo các thôn trồng thêm nhiều cây xanh nữa để trên địa bàn xã cũng như sẽ có nhiều tuyến đường đẹp và nhiều cây xanh râm mát hơn nữa. Phong trào trồng cây xanh trong quần chúng nhân dân đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đẹp cho các khu cụm dân cư đô thị và nông thôn. Những kết quả đạt được trong năm 2022 sẽ tạo tiền đề để toàn tỉnh hoàn thành và vượt kế hoạch trồng hơn 10.000 cây nhân dân các loại trong năm 2023.